Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và phòng chống dịch năm 2021 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang huyện Long Điền đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, động viên tập huấn, huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu. 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phối hợp tổ chức 12.811 lượt tổ tuần tra, 20.622 lượt người. Qua đó phát hiện 39 vụ, 127 đối tượng phạm pháp hình sự. Phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện khắc phục, sửa chữa 16 khu cách ly, 1.431 giường. Tiếp nhận 3.222 công dân cách ly tập trung. Đại tá Trần Văn Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của lực lượng vũ trang huyện Long Điền, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở từng cấp, tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19.